Việc VTV thông báo dừng những hình ảnh của Hồng đang xuất hiện trên các nền tảng phim và chương trình của nhà đài đã khiến khán giả vô cùng lo lắng. Bởi hiện tại, nhân vật Đức Xoăn của Hồng Đăng vẫn đang là một trong những tuyến chính của Thương Ngày Nắng Về đang phát sóng. Nếu cắt bỏ hết các phân cảnh của nhân vật sẽ khiến mạch phim thiếu logic, thậm chí rời rạc khó chấp nhận. Nào ngờ bộ phận cắt dựng phim đã giải quyết được điều khó nhằn này. Ở tập 40 lên sóng, khán giả dễ dàng nhận ra Hồng Đăng đã mất hút ở phần intro hay ô cho. Xuyên suốt tập phim, nhân vật của anh cũng chỉ nghe giọng nói qua cú điện thoại với vợ cũ là Vân Khánh. Thời lượng phim còn lại hoàn toàn tập trung vào chuyện tình sóng gió của cặp đôi Vân Phong. Phải công nhận đoàn làm phim và nhất là tổ dựng phim đã làm tốt vai trò của mình khi cố gắng để mạch phim liền mạch nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của nhà đài. Khán giả lập tức dành lời khen cho nhóm dựng phim của Thương Ngày Nắng Về. Một khán giả viết, nội dung phim không được hợp ý lắm nên mình không coi, chỉ theo dõi cặp Phong Vân và hiểu nội dung như nào thôi. Nhưng hôm qua mò đi coi tập 40 thì thấy team edit chạy deadline kinh thật. Có đoạn nhắc về Đức nhưng cách chỉnh của tổ edit làm cuộc hội thoại giống như đang nói về một nhân vật phụ không hề có tầm quan trọng trong phim. Nói chung là dù không hay thì chắc chắn vẫn sẽ theo tinh thần ủng hộ phim. Một tài khoản khác lại bình luận, hãy gọi tổ hậu kỳ là chúa tể deadline, chiến thần tốc độ trước mọi yêu cầu. Trước đó, nhà sản xuất của Thương Ngày Nắng Về cho biết sẽ sửa kịch bản, số phận của nhân vật Đức do Hồng Đăng đóng cũng sẽ thay đổi. Dù nam diễn viên chưa hết vai, phim cũng vẫn chưa đóng máy nhưng rất có thể sẽ phải cắt vai diễn vì lùm xùm đời tư. Mời các bạn tiếp tục đón xem phần 2 lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.